Xin chào các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt ở nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài. Mình đang quay một máy bay của Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đây là chiếc máy bay của hãng ANA, chiếc Boeing 7879 Dreamliner của hãng ANA. Máy bay vừa đáp xuống đường băng 11L sân bay quốc tế Nội Bài. Video này mình sẽ quay lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cất cánh của một máy bay Boeing 7879 Dreamliner tại sân bay Nội Bài. Máy bay vừa hạ cánh và bây giờ sẽ chạy taxi về bãi đỗ. Máy bay đã chạy tới khu vực gate 42 và bây giờ đang chạy vào khu vực gate đỗ. Khi máy bay đỗ ở gate 42 và cái vị trí đứng của mình nó sẽ bị khuất và mình không thể đi sang bên kia để quay trực diện máy bay nên mình chỉ có thể quay ở góc độ này. Động cơ Rolls-Royce. Cận cảnh buồng lái với các phi công đang làm thủ tục ở bên trong. Cờ Nhật Bản và dòng chữ ANA. Cánh quạt của động cơ vẫn đang quay. Chúng ta có thể quan sát thấy ống lồng đang được điều khiển áp sát máy bay. Như vậy là sẽ có hai ống lồng được áp sát vào hai vị trí, hai cửa của máy bay. Và như chúng ta quan sát thấy thì xe nhiên liệu đã tiếp cận ở dưới cánh máy bay. Vâng, sau một quá trình bay dài từ Nhật Bản tới Sài Gòn thì việc đầu tiên là phải tiết nhiên liệu trước khi muốn khởi hành trở lại về Nhật Bản rồi. Ống hút dầu đã được sử dụng để hút dầu từ dưới bồn cấp lên. Và dầu đã được cấp vào cho máy bay thông qua đường cấp dầu ở cánh. Phía đằng sau là một cái băng truyền và như chúng ta thấy là hành lý đang được chuyển lên máy bay. Vâng thưa các bạn, sau khi công đoạn chuẩn bị đã xong, hiện tại máy bay đang được xe lai dắt đẩy lùi khỏi vị trí đỗ 42, hay còn gọi là gate 42. Chiếc máy bay mang số đăng ký GA891A. Hai kỹ thuật viên đang đi bộ song song bên cạnh máy bay. Ở góc quay này chúng ta có thể thấy rõ việc chuyển hướng của máy bay hoàn toàn do xe lai dắt thực hiện thông qua thanh đẩy gắn thẳng vào càng trước của máy bay. Máy bay từ gate 40 sẽ được đẩy lùi tới vị trí đường lăn EW. Sau khi tới vị trí trên đường lăn EW, xe đẩy sẽ được rời đi. Bây giờ chỉ còn các kỹ thuật viên đang thực hiện thao tác cuối cùng. Chúng ta vừa thấy anh ta vừa rút chiếc dây bộ đàm ra khỏi máy bay. Bây giờ một tay anh ta sẽ là cầm chiếc chìa khóa càng. Sắp tới đây anh ta sẽ giơ lên để cho phi công được biết chìa khóa càng đã được rút ra. Vâng, thao tác giơ chìa khóa càng để thông báo cho phi công biết. Một hành động cúi chào rất Nhật Bản. Và giờ đây máy bay đã được lệnh khởi hành.
Hai kỹ thuật viên đang vẫy chào và chúc máy bay những điều tốt đẹp nhất trong chuyến hành trình. Máy bay sẽ chạy taxi tới vị trí đầu đường băng 11L để chuẩn bị cất cánh. Chúng ta có thể thấy một chiếc xe ben chở vật liệu để phục vụ công trình cải tạo sửa chữa nâng cấp đường băng 11R. Máy bay đang trên đường lan S7 để vào đầu đường băng 11L chuẩn bị cất cánh. Máy bay đã vào tới vị trí và nó đã được lệnh cất cánh. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.